2 giờ sáng ngày 10 tháng 7, trên thánh địa Signal Iduna Park, nơi sẽ nghiền nát bất cứ một đội bóng nào có trái tim yếu đuối. Cody Gakpo hóa siêu sao, dẫn dắt câu lạc bộ da cam đến với trận bán kết. Tại đó họ hẹn gặp ba chú sư tử đang khao khát vinh quang hơn bao giờ hết. Người Anh đã luôn mơ về chiếc vô địch Euro đầu tiên trong lịch sử của mình. Họ luôn luôn là ứng cử viên và luôn luôn là kẻ bại trận. Những ngôi sao cứ lần lượt được sinh ra để phục vụ cho mục đích chinh phục ngôi vương của cả châu Âu. Nhưng đó sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, bởi Van Dijk và các đồng đội sẽ đứng vững như một bức tường để mang vinh quang trở lại bóng đá Hà Lan sau hơn 35 năm chờ đợi. Ronald Koeman đã nói sẽ chỉ có chiến thắng mới giúp cho tuyển Hà Lan năm nay có thể chạm được đến mốc của các đàn anh tại Euro 1988 mà thôi. Cả Hà Lan và Anh đều lọt vào một nhánh đấu nhẹ nhàng hơn so với nhánh đấu còn lại. Và đây chính là thời điểm của một trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng mạnh với nhau. Một trận bán kết trong mơ giữa người Anh thực dụng và người Hà Lan mơ mộng. Giữa dàn sao tỷ đô và tinh thần đoàn kết, giữa sự lầm lũi và sự phóng khoáng. Tất cả sẽ đẩy những diễn biến trong trận đấu này lên một tầm cao mới. Trong trận bán kết Euro 2024 giữa Anh và Hà Lan, trọng tâm không chỉ nằm ở cầu thủ Hà Lan hay người Anh mà còn ở người sẽ điều hành trận đấu, trọng tài Felix Dwyer. Việc Dwyer từng bị cấm thi đấu 6 tháng vì liên quan đến một vụ bê bối dàn xếp tỷ số vào năm 2005 đã thu hút sự chú ý. Sự việc được khơi lại vào năm 2021 khi Jude Bellingham lúc đó đang chơi cho Borussia Dortmund bị phạt vì nhắc đến vụ này. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Anh và cầu thủ Anh không công khai bày tỏ bất kỳ một lo ngại nào về quyết định của UEFA khi chọn Dwyer làm trọng tài cho trận đấu, dù anh từng nhận 300 oi từ một trọng tài khác và đồng ý đưa ra các quyết định sai lầm trong một trận đấu khi anh là trợ lý trọng tài. Hậu vệ Luke Shaw của anh cho biết, dù trọng tài nào được chọn, chúng tôi cũng phải sẵn sàng và không tập trung vào điều đó. Với việc Dwyer điều hành trận đấu, cả đội tuyển Anh và Hà Lan đều cần tập trung tối đa vào trận bán kết này để có thể giành vé vào chung kết của Euro 2024. UEFA đã hoàn toàn ủng hộ Felix Dwyer, người sẽ điều khiển trận bán kết Euro 2024 giữa Anh và Hà Lan, bất chấp cáo buộc không có bằng chứng về dàn xếp tỷ số từ Jude Bellingham 3 năm trước. Dù Bellingham mô tả Dwyer là một trọng tài từng dàn xếp tỷ số trước đây liên quan đến vụ việc dẫn đến lệnh cấm 6 tháng vào năm 2006, UEFA vẫn tự tin vào khả năng của Dwyer, người đã được FIFA công nhận từ năm 2012. Cuộc chiến đã bắt đầu trước trận bán kết Euro 2024 giữa Anh và Hà Lan, khi các chuyên gia bóng đá Hà Lan chế nhạo lối chơi của đội tuyển Anh là không đáng xem và chỉ trích sự tự tin quá mức của người hâm mộ Anh. Gareth Southgate đã bị một tạp chí bóng đá Hà Lan gọi là huấn luyện viên bị chỉ trích nhiều nhất tại giải vô địch châu Âu 2024, mặc dù ông đã đưa đội tuyển Anh vào đến trận bán kết thứ 3 trong các giải đấu lớn. Tạp chí này cho rằng cách tiếp cận của Southgate là rất bảo thủ, dựa vào quan điểm của các nhà phân tích dữ liệu để giữ sạch lưới thay vì ghi bàn. Người hâm mộ đội tuyển Anh có thể sẽ bị lép vế trước đối thủ trên khán đài trong trận đấu vào tối thứ tư khi họ phải chạy đua để mua vé vào phút chót với giá cả tăng cao. Ngoài ra, Hà Lan có thể tận hưởng lợi thế sân nhà tại Dortmund với bức tường Yellow Wall của Westfalen Stadium sẽ chuyển sang màu cam nhờ sự phân bổ vé của UEFA. Các cơ quan chức năng Hà Lan ước tính có khoảng 75.000 đến 80.000 cổ động viên sẽ di chuyển qua biên giới sang Đức, với thời gian di chuyển từ Eindhoven đến Dortmund chưa đầy 2 giờ nếu đi bằng ô tô. Trong khi đó, 30.000 cổ động viên Anh dự kiến sẽ đến Nordrhein-Westfalia khi giá vé, chỗ ở và vé máy bay tăng vọt do nhu cầu tăng cao. Trung vệ của Spurs là Mickey van der Ven đã có ý khiêu khích khi tuyên bố anh nhanh hơn Bukayo Saka của đội tuyển Anh. Thật không thoải mái khi tự nói về mình như vậy, Van der Ven nói, nhưng nhìn vào dữ liệu và bạn sẽ có câu trả lời. Cầu thủ ngôi sao của Hà Lan Cody Gakpo cũng ủng hộ đồng đội của mình, nói Mickey là người nhanh nhất ở Premier League. Còn về đội tuyển Anh, họ chơi rất phòng ngự. Họ có rất nhiều cái tên chất lượng nhưng lại đi theo cách an toàn. Tiếp theo là câu chuyện lực lượng giữa hai đội. Về phía tuyển Anh, huấn luyện viên Gareth Southgate đang đối mặt với một vài cơn đau đầu dễ chịu đan xen với những vết gợn khác đến từ Harry Kane. Luke Shaw, hậu vệ trái của Manchester United, đã hồi phục sau chấn thương gân khuèo và sẵn sàng ra sân từ đầu. Sự trở lại của Luke Shaw là rất cần thiết vì anh là hậu vệ trái chuẩn chỉ duy nhất trong đội hình hiện tại của anh. Ở trung tâm hàng thủ, Mark Guehi và Ezi Konsa đang cạnh tranh vị trí trung vệ với cặp John Stones. Guehi đã có những màn trình diễn ấn tượng trong các trận đấu trước, nhưng Konsa cũng là một lựa chọn đáng tin cậy với phong độ khá tốt trong trận trước. Quyết định ai sẽ đá chính là một bài toán khó cho Southgate. Đội trưởng Harry Kane đã khẳng định rằng anh chỉ bị chuột rút và sẵn sàng ra sân từ đầu. Tuy nhiên, Southgate cần đảm bảo rằng Kane có thể thi đấu với phong độ cao nhất. Nếu Kane không đủ thể lực, Southgate có thể phải sử dụng các phương án tấn công khác như Ivan Toney hay là Ollie Watkins. Ngoài ra, các cầu thủ như Jude Bellingham và Bukayo Saka đều đang có sự son bóng, dù rằng chơi không thực sự quá ấn tượng ở cả giải. Chính họ sẽ là những nhân tố quan trọng trong đội hình của anh. Huấn luyện viên Ronald Koeman của đội tuyển Hà Lan cũng đang phải đưa ra những quyết định chiến lược quan trọng. Một trong những điểm sáng của Hà Lan là sự xuất hiện của Wout Weghorst trong hiệp 2 trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, người đã thay đổi cục diện trận đấu.
dù khả năng cao Weghorst sẽ tiếp tục vào sân từ băng ghế dự bị. Huấn luyện viên Koeman có thể sử dụng anh như một quân bài chiến lược quan trọng thay vì đá chính từ đầu. Bộ đôi Cody Gakpo và Memphis Depay đã kết hợp rất tốt và đóng góp lớn vào thành công của đội tuyển. Tuy nhiên, nếu Koeman quyết định thay đổi chiến thuật, một trong hai có thể phải ngồi ngoài hoặc thay đổi vị trí thi đấu. Ngoài ra, sự hiện diện của Virgil van Dijk ở hàng thủ và Xavi Simon ở tuyến giữa sẽ mang lại sự ổn định và sáng tạo cho đội bóng. Van Dijk, trung vệ của Liverpool, là thủ lĩnh hàng phòng ngự và là người chỉ huy quan trọng cho tuyến sau của Hà Lan. Simon, cầu thủ trẻ đang thi đấu xuất sắc giữa vai trò liên kết giữa hàng tiền vệ và hàng công, mang lại sự sáng tạo và đột phá. Nhìn chung, cả hai đội đều có những ngôi sao chủ chốt sẵn sàng ra sân, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết định chiến thuật của các huấn luyện viên sẽ là yếu tố quan trọng quyết định thành bại của trận đấu này. Trận bán kết này hứa hẹn sẽ rất kịch tính và đầy hấp dẫn khi cả hai đội đều quyết tâm tiến vào trận chung kết. Trận bán kết Euro 2024 giữa Anh và Hà Lan sẽ không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng mạnh mà còn là sự tiếp nối của một lịch sử đối đầu đầy kịch tính. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết về lịch sử các cuộc gặp gỡ giữa hai đội. Trận thắng đậm nhất của đội tuyển Anh trước Hà Lan diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 1907 khi Anh thắng Hà Lan với tỷ số 12-2. Đây là trận thắng lớn nhất trong lịch sử đối đầu của Anh trước Hà Lan. Ngược lại, trận thắng đậm nhất của Hà Lan trước Anh là trận thắng 3-1 tại bán kết UEFA Nations League vào ngày 6 tháng 6 năm 2019. Một trong những trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển Anh trước Hà Lan là trận thắng 4-1 tại vòng bảng Euro 1996. Tính đến thời điểm này thì Euro 96 vẫn được xem là nơi Anh thi đấu tốt nhất từ trước đến giờ ở các kỳ Euro. Đối với Hà Lan, trận thắng quan trọng nhất có lẽ là chiến thắng 3-1 tại Euro 1988, một chiến thắng mang tính bước ngoặt giúp Hà Lan giành chức vô địch Euro 88. Nhìn vào lịch sử đối đầu giữa Anh và Hà Lan, có thể thấy rằng mỗi trận đấu đều mang lại những cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ. Trận bán kết Euro 2024 sắp tới hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và không thể bỏ lỡ. Trong 9 trận đối đầu gần đây nhất giữa Anh và Hà Lan, Anh chỉ thắng 1 trận, hòa 5 và thua 3. Trận bán kết UEFA Nations League gần đây nhất vào năm 2019, Hà Lan đã thắng Anh 3-1 sau hiệp phụ. Đội hình dự kiến của Anh có thể linh hoạt giữa sơ đồ 4-2-3-1 và 3-4-3 nhằm tạo ra sự đa dạng trong lối chơi. Tôi cho rằng người Anh hoàn toàn có thể chuyển về chơi với 3 trung vệ trong trận này để đối phó với khả năng pressing của Hà Lan. Hàng phòng ngự của họ có sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Kyle Walker, Stone và sức trẻ của Guehi. Trong khi đó, Hà Lan sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 chuyển thành sơ đồ 3 trung vệ nếu cần thiết, với Van Dijk là trụ cột và Ake đảm bảo sự an toàn cánh trái, Dumfries cung cấp khả năng tấn công từ cánh phải. Ở khu vực trung tuyến, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Rice và sự sáng tạo của Kobbie Mainoo và Jude Bellingham tạo nên sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công cho đội tuyển Anh. Ngược lại, Hà Lan với Struten và Rerinder chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự, bảo vệ hàng thủ và tạo ra sự ổn định cho đội. Hàng công của Anh bao gồm Bellingham và Foden hỗ trợ cho Kane, trong khi Hà Lan sử dụng bộ ba Malen, Simon, Gakpo hỗ trợ cho Depay. Để cho các bạn có thể hình dung thì đây sẽ là bộ tứ vệ của Hà Lan, đứng trong khung gỗ là thủ thành Bart Verbruggen. Bộ tứ vệ từ phải qua trái sẽ là Dumfries, De Bruyne, Van Dijk, Ake. Trong đó Dumfries hoàn toàn có thể đẩy lên rất cao, chơi như một tiền vệ biên nếu như Hà Lan cần bàn thắng. Bộ đôi tiền vệ trung tâm sẽ là Jesse Schroten và cầu thủ người gốc Indo, Zerinder, trong khi Malen, Simon, Gakpo hỗ trợ cho Depay. Với tuyển Anh, Pickford sẽ là người gác đền như thường lệ, cả Walker, Stone và Guehi là ba trung vệ. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của họ sẽ không có gì thay đổi, trong khi Trippier và Saka sẽ đảm nhiệm hai cánh. Trên hàng công, Bellingham sẽ chơi lùi xuống để liên kết các tuyến, còn nhiệm vụ đầu ra bàn thắng có lẽ cần phải trông cậy vào Foden và Harry Kane. Và đó chính là tất cả những gì trong clip ngày hôm nay. Một trận bán kết được hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, xua tan đi thứ cảm giác buồn chán đang mắc kẹt ở cổ họng chúng ta tại Euro trong mấy ngày qua.